Hôm nay hai mẹ con sẽ về nhà bà ngoại, nhưng mà có một điều đặc biệt, đó chính là bà ngoại không biết chuyện này. Đây là hai mẹ con sẽ về bất ngờ nha mọi người. Cười nha. Rồi. Nào, bé cô biết đi về với bà ngoại nào. Rồi, thôi, thôi, thôi. Cô hát mì ra sắp. Cô hát mì ra sắp. Cười cái nào ơi. Cô mì rồi. Chưa. Đâu, có được A đi, chúng con mới lỗi coi nè. A coi. A coi. Hát mì ra. Không sao, không sao, giỏi quá ta, giỏi quá ta. Mà thả tim, thả tim. Sợ không? Ba hết sợ rồi. Ba hết sợ rồi. Vào mình gặp bà gì bà ơi? Hả? Bà gì nhỉ? Bà ngoại. Đúng rồi. Bà gọi bà ngoại ơi đi. Chạy ra, em chạy ra trước đi. Để quay bà ngoại nha. Sáu tháng trước. Và bây giờ. Bye.
cô chú hãy theo dõi luôn nhé.